Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Phương Đông TV. Kính thưa quý vị và các bạn, các tàu ngầm lớp Typhoon của Hải quân Nga được đánh giá là vẫn đang giữ ngôi vương về mặt thiết kế. Lớp tàu này của Nga lớn hơn bất cứ tàu ngầm nào từng được đóng trên thế giới từ trước đến nay. Con quái vật 33.800 tấn này nặng gần gấp 2 lần tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Chẳng một tàu ngầm nào không có khiếm khuyết nhưng ngay cả với các chuyên gia phân tích kỳ cựu của phương Tây, Typhoon vẫn được xem là một kỳ quan về mặt kỹ thuật. Có điều, TK-208 Dmitry Donskoy, chiếc tàu ngầm Typhoon cuối cùng còn trong biên chế của Hải quân Nga, được trang bị những vũ khí gì và khả năng của nó đến đâu, thì vẫn còn là một điều bí ẩn. Liệu rằng nó có được trang bị đầy đủ các tên lửa đạn đạo hay không? Nếu như vậy, chỉ cần một tàu ngầm loại này cũng đủ sức xóa sổ bất kỳ một quốc gia nào. Hay đó chỉ là một phương tiện dùng cho các cuộc thử nghiệm chỉ được vũ trang một tên lửa duy nhất. Nói cách khác, chúng ta thực sự không biết liệu con tàu Dmitry Donskoy có được vũ trang hạt nhân như nó đã từng đảm nhiệm hay không. Như vậy, chúng ta cũng không biết chắc chắn rằng ngay hiện nay đang có bao nhiêu tàu ngầm tên lửa đạn đạo đang hoạt động. Theo thiết kế ban đầu, Typhoon được trang bị 20 tên lửa đạn đạo siêu lục địa R-39 Rift, loại tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn khổng lồ này, được NATO gọi là SN-20 Stugan, có chiều dài khoảng 53 feet, chiều ngang gần 8 feet. Để so sánh, Typhoon lớn hơn nhiều so với tên lửa Trident 3 trang bị cho các tàu hải quân Hoàng Sa và hải quân Mỹ. Vì tên lửa quá lớn nên tàu ngầm mang theo chúng phải là loại lớn nhất thế giới. Dimitri Donskoy hiện nay được trang bị tên lửa RSM-56 Bulava và hiện đại hơn thay thế cho R-39M. Tên lửa này có tầm tấn công vào khoảng 5.000 dặm và có thể mang theo ít nhất 6 đầu đạn phân hướng độc lập tấn công mục tiêu. Tuy vậy, chưa rõ liệu tất cả các ống phóng của tàu ngầm có được hiện đại hóa để mang theo loại tên lửa mới này hay không. Theo trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm có khả năng phóng tới 20 tên lửa. Tuy nhiên cũng xuất hiện những đồn đại cho rằng chỉ có một hoặc hai ống phóng được nâng cấp để cho phép nó hoạt động như một phương tiện thử nghiệm. Ngay cả khi chỉ có một ống tên lửa còn sẵn sàng hoạt động, thì cũng không thể phủ nhận rằng con tàu ngầm khổng lồ này của nga vẫn đang hoạt động. Nó thường xuyên xuất hiện cùng với các tàu hải quân nga khác tham gia tập trận. Người ta cũng đã phát hiện thấy nó tại một bến tàu được thiết kế đặc biệt để lắp đặt tên lửa hạt nhân. Vì vậy, cho dù Dmitry Donskoy hiện có đang đảm trách một phần nhiệm vụ của lực lượng săn đe hạt nhân của nga hay không, thì có vẻ như nó cũng sẽ được huy động nếu như cần tới. Tất nhiên khi đó Nga cần thực hiện một số công việc hiện đại hóa các ông phóng tên lửa đang hoạt động nếu như không muốn nói là tất cả phổ cập F-35 cho toàn bộ đồng minh Ả Rập Mỹ tính toán gì khi chọc giận Iran khiến cho Trung Đông dậy sóng kể từ sau khi chiến tranh Ả Rập Israel năm 1973 chính sách của Mỹ luôn bảo đảm Israel phải có vũ khí tốt hơn đối thủ và các nước láng giềng kể cả các nước có là đồng minh của Mỹ. Thế nhưng đang có thông tin cho rằng Mỹ sẽ bán F-35 cho UAE. Một điều khoản bí mật. Theo truyền thông Israel, Mỹ có thể sẽ bán tiêm kích tàng hình F-35 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Nếu điều này xảy ra, nó được coi là phần thưởng mà Washington dành cho UAE vì quyết định bình thường hóa quan hệ mang tính lịch sử với Israel gần đây. Giới quan sát tin rằng, với động thái nói trên, cán cân quyền lực vốn bình ổn trên khắp Trung Đông trong vòng nhiều năm qua, sẽ sớm trao đảo. Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch bán F-35 và máy bay không người lái do thám tiên tiến cho phía UAE trong một điều khoản bí mật, thuộc thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và quốc gia vùng Vịnh. Trong web tin tức INES của Israel, chết dẫn nguồn tin ẩn danh từ Mỹ và UAE cho biết. Điều khoản này làm dấy lên sự phản đối của Israel đối với Mỹ khi bán hệ thống vũ khí chiến lược cho các nước khác trong khu vực. Vài giờ sau khi có thông tin nói trên, chính phủ Israel đã lên tiếng cho rằng đây chỉ là tin giả. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, thỏa thuận hòa bình với UAE không bao gồm bất kỳ điều khoản nào thuộc loại này và Mỹ đã nói rõ với Israel rằng họ sẽ luôn đảm bảo Israel có lợi thế ưu tiên về mặt vũ khí. Kể từ sau chiến tranh Ả Rập Israel năm 1973, chính sách của Mỹ luôn đảm bảo Israel phải có vũ khí tốt hơn đối thủ và các nước láng giềng kể cả các nước đó có phải là đồng minh của Mỹ. Mặc dù thỉnh thoảng có những tranh cãi như quyết định năm 1981 của chính quyền Reagan khi bán máy bay cảnh báo sớm cho Ả Rập Xút. Bất chấp sự phản đối của Israel, chính sách này hầu hết được tuân thủ một cách chính xác. Ví dụ như Ai Cập và Jordan đã ký hiệp ước hòa bình với Israel, đổi lại hai nước có vũ khí của Mỹ như máy bay chiến đấu F-16 và xe tăng M-1, nhưng không phải là những mẫu tiên tiến nhất. Vậy, Liệu Mỹ có bán máy bay chiến đấu tàng hình tối tân nhất của mình cho một quốc gia Ả Rập vốn là đối thủ lâu đời của Israel? Viết trên tờ Forbes, chuyên gia Michael Pax lưu ý rằng tình hình ở Trung Đông lúc này cho thấy không có điều gì là không thể xảy ra. Cũng giống như việc chỉ 10 năm trước, khó ai có thể tưởng tượng được Syria sẽ rơi vào cuộc chiến kéo dài và quân đội Nga, Iran hiện diện quyền lực tại nơi đây. Hay mới đây nhất, thế giới Ả Rập theo dòng Sunni lại bắt tay giảng hòa với Israel như một động thái sát cánh cùng nhau chống lại Iran. Trung Đông sẽ ngày càng hỗn loạn với F-35. Trong một thế giới đảo lộn, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như chính quyền Donald Trump đã bí mật đồng ý bán F-35 cho UAE như một động cơ cho thỏa thuận hòa bình. Và cũng sẽ không ngạc nhiên nếu Israel, bất chấp những tuyên bố phản đối, cuối cùng vẫn chấp nhận sự đổi tra nói trên. Israel muốn kết bạn, hoặc ít nhất là không muốn là kẻ thù với thế giới Ả Rập. Trong khi đó, các quốc gia vùng vịnh Ba Tư như UAE vốn có quy mô nhỏ, dân số thừa thớt, đang bị lắp vế trước sức mạnh bá chủ của láng giềng Iran. Họ muốn tận dụng sức mạnh công nghệ của Israel và có lẽ là một chiếc ô quân sự kín đáo của Israel chống lại nguy cơ từ Iran. Chính vì vậy, các bên tham gia có động cơ để khuyến thỏa thuận này hoạt động trơn tru. Nhưng cũng như mọi khi ở Trung Đông, vẫn có những yếu tố không mong muốn. Ví dụ F-35 cho đến nay mới chỉ được cung cấp cho Mỹ và các đối tác NATO, cũng như các đồng minh thân cận của Mỹ như Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc. Trên thực tế, Israel đã được cho phép đặc biệt để tùy chỉnh biến thể f 35 Idea của riêng mình với các tính năng như thùng nhiên liệu phụ và phần mềm do Israel thiết kế. f 35 mà UAE cho phép mua sẽ là phiên bản như thế nào? Trong mắt Israel, người bạn Ả Rập hôm nay cũng có thể là kẻ thù của ngày mai. Sẽ không có chuyện Israel chấp nhận cho UAE mua f 35 mà không bị hạn chế về mặt công nghệ. Ngoài ra, nếu như UAE có thể sở hữu máy bay chiến đấu tàng hình để đổi lấy hòa bình với Israel, thì các quốc gia Ả Rập khác thì sao? Có nguồn tin cho rằng Bahrain và Oman sẽ sớm bình thường hóa quan hệ với Israel và thậm chí có khả năng rất xa là Ả Rập Xút, nước đã yêu cầu mua F-35 cũng có thể làm như vậy. Có bao nhiêu quốc gia Trung Đông sẽ nhận được vũ khí tối tân như là một phần thưởng cho một thỏa thuận hòa bình? Ngoài ra còn có câu hỏi về phản ứng của Iran. Iran đã lo lắng trước viễn cảnh kẻ thù không đợi trời chung là Israel điều động các máy bay tàng hình để phá hủy các địa điểm hạt nhân của nước này. Nhưng Israel ở một khoảng cách rất xa nên nguy cơ đó chưa rõ ràng. Tuy nhiên, Tehran sẽ không hài lòng khi các quốc gia vùng vịnh ở ngay sát biên giới mình cũng có F-35. Người ta cũng đặt ra câu hỏi liệu một Trung Đông đã quá dối xen có cần thêm những vũ khí tối tân nữa hay không. Nhưng ở chiều hướng ngược lại, cũng có những ý kiến cho rằng nếu chỉ xuất hiện thêm một vài máy bay tàng hình đổi lại các quốc gia chuyển từ kẻ thù thành bạn bè. Đó có thể là một thương vụ tốt. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.